Xin chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là nồi tráng bánh cuốn đường kính 30 cm do Dũng Doanh sản xuất cung cấp. Nồi này thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, hai lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt. Có lớp xốp bọc bảo ôn giữ nhiệt dày 2,5 cm cho hiệu quả đun nấu rất là nhanh và giữ nhiệt thì rất là tốt. Nồi này thì có công suất điện là 3 kW điện trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220V hoặc là điện 3 pha 380V. Nếu như quý vị có anh chị có nhu cầu về các cái loại dòng điện đặc biệt thì có thể liên hệ với Dũng Doanh để Dũng Doanh làm theo yêu cầu của quý vị anh chị. Về thiết kế thì nồi này được làm một cái nắp vuông hình chóp nón để khi mà quý vị và các anh chị tráng bánh nó sẽ tạo hơi và hơi nước tạo thành giọt thì sẽ chảy xuống và đi vào bên trong. Phần nắp thì cũng đã làm lọt vào bên trong thành nồi để khi mà quý vị anh chị tráng thì nước nó sẽ không rỏ ra bên ngoài nữa, nó sẽ không làm ướt và bẩn cái sàn của quý vị anh chị nữa. Đó là một cái thiết kế rất là mới của Dũng Doanh, và thiết kế này thì cũng nhận được cái phản hồi rất là tích cực từ phía người tiêu dùng. Đó là làm như vậy thì anh chị sẽ không lo cái vấn đề phải lau dọn cái phần là nền nhà nữa, thì nó rất là thuận tiện. Đây là cái nắp ạ. Cái nắp này cũng được trang bị một cái tay cầm bằng inox rất là chắc chắn như này ạ. Bên trong này sẽ là cái khuôn, khuôn này là khuôn inox thì Dũng Doanh đã hàn gấp đôi khuôn lên để khi mà quý vị anh chị tráng nó sẽ có cái độ đầm của khuôn, nó không bị nâng cái khuôn lên trong quá trình mà mình bật cái thanh ra nhiệt ở bên trong. Khi mà bật thanh ra nhiệt bên trong, nước nó sôi nó đẩy rất là nhanh và đẩy rất là nhiều hơi. Chính vì vậy mà cái khuôn gấp đôi như thế này nó sẽ rất là nặng, nó đảm bảo cho cái khuôn của mình nó sẽ không bồng khuôn lên như thế này. Đó. Thì nồi này sẽ có công suất điện là 3 kW, mỗi bên là 1,5 kW. Thì khi mà chúng ta tráng, chúng ta sẽ bật cả hai thanh lên nhé, bật cả hai thanh theo chiều cứng đồng hồ và đến 300 cho em. Sau đó khi mà quý vị anh chị không có khách, chúng ta có thể tắt đỡ một bên đi, chỉ để lại một bên thôi. Đấy, về dưới 100 độ cho em. Thì lúc này cứ đủ nhiệt độ nó sẽ ngắt và thiếu nhiệt độ thì nó sẽ tự đun. Rất là thuận tiện và quan trọng nữa là tiết kiệm điện cho quý vị và các anh chị. Về phần inox thì em vừa nói rồi, inox 304 hết. Và cái phần thành nồi này này, nó là phần bọc bảo ôn giữ nhiệt, nó sẽ có độ dày là 2,5 cm. Thì khi mà quý vị anh chị tráng cả ngày, nó chỉ ấm ấm ở bên ngoài này thôi. Chúng ta khi mà chạm tay vào đây hoặc là chạm chân vào thì nó sẽ không bị nóng bỏng tay bỏng chân, rất là an toàn. Và nồi này sẽ có một cái bộ phận là ống thăm mực nước và phễu tiếp nước bên ngoài. Khi mà chúng ta tráng, chúng ta sẽ nhìn được cái mực nước ở bên trong. Nếu như thiếu, chúng ta có thể cho thêm qua cái ống tiếp nước bên ngoài này. Nó rất là thuận tiện và dễ dùng. Bên dưới thì sẽ có một cái van xả đáy. Van xả đáy này thì khi mà chúng ta dùng xong, chúng ta có thể vặn nó ra. Đó. Và nếu như mà quý vị các anh chị vệ sinh cái sản phẩm này thì cũng xả qua cái van xả đáy này rất là dễ dàng. Và đặc biệt là cái van xả đáy này thì rất là thuận tiện cho các cô các chị sẽ bớt mệt nhọc hơn khi mà mình tráng xong mình còn thừa nước ở bên trong, mình không phải bê nguyên cả một cái nồi nước rất là nhiều như vậy để đi đổ nữa, và chúng ta chỉ việc thao tác bằng cách vặn cái van này thế là xong ạ. Rất là thuận tiện phải không ạ? Nồi này thì có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn để cho quý vị và các anh chị dùng. Thì nồi này nó thiết kế là đế thanh này. Quý vị anh chị khi mà mua về thì sẽ đặt bất cứ nơi đâu để cho quý vị anh chị tráng một cách dễ nhất, ngồi vị trí nào cũng được, không cần phải lựa chọn vị trí ngồi, không cần phải lựa chọn vị trí đặt sản phẩm. Đó là một cái thiết kế rất là dễ dùng. Và nồi thì sẽ có 3 chân được rằng cũng rất là chắc chắn. Khi mà quý vị anh chị mua nồi thì sẽ được tặng một bộ gạt, vải và muôi. Muôi thì quý vị anh chị quan sát đây, nó chính là cái muôi nhôm. Muôi nhôm này là muôi nhôm gò chứ không phải muôi nhôm mà có đinh tán ở cán nhá, thì nó sẽ rất là bền. Ở đây thì Dũng Doanh cũng làm cái nguồn điện sẵn rồi, về chỉ việc kết nối với hệ nguồn điện gia đình là có thể sử dụng được luôn. Ở hai bên thành của sản phẩm thì sẽ có hai cái tay cầm. Đó, hai cái tay cầm để quý vị anh chị có thể di chuyển sản phẩm đến bất cứ nơi đâu mà quý vị anh chị muốn. Nó cũng rất là dễ dàng. Một sản phẩm khá là gọn nhẹ và cũng khá là bắt mắt phải không ạ? Bây giờ thì em sẽ đo cái kích thước cho quý vị anh chị tưởng tượng cho dễ nhé. Về đường kính thì như em nói rồi, đường kính là đường kính 30 cm này.
bên trong đấy ạ. Đường kính ngoài là 35 cm, chiều cao của sản phẩm là 53 cm đó. Nó là một cái sản phẩm vừa vặn để cho quý vị anh chị lựa chọn ghế ngồi cũng rất là dễ dàng. Anh chị có thể dùng cái ghế nhựa song long ấy là có thể dùng được rồi ạ. Ở trên đây là video giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị anh chị có thể liên hệ đến số điện thoại 02466 533 355 hoặc số điện thoại 0985 32 325 hoặc số điện thoại 0934 439 112. Hoặc quý vị và anh chị có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký cho kênh của Dũng Doanh nhé. Dũng Doanh cảm ơn quý vị và các anh chị nhiều.